huyện đoàn Nghi Xuân vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bùi Việt Hùng, Trưởng ban Dân vận huyện ủy Trần Quỳnh Thao, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lê Tiến Hải. Với chủ đề năm thanh niên tỉnh nguyện, Ban chấp hành huyện đoàn Nghi Xuân đã triển khai thực hiện tốt các chương trình phong trào trên địa bàn. Theo đó, 100% cơ sở đoàn đều được triển khai chuyên đề học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm, tuổi trẻ Nghi Xuân đã xây dựng được 4 công trình thanh niên cấp huyện, xây dựng 10 khu vui chơi cho thanh thiếu niên, tổ chức 20 đợt ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý 10 tấn rác thải các loại, tham gia chỉnh trang khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, xây dựng 8 tuyến đường điện thanh niên với tổng giá trị gần 150 triệu đồng, huy động trên 600 ngày công làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng. Các hoạt động an sinh xã hội được quan tâm, tổ chức đoàn đã kết nối tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, người cao tuổi tại các xã Xuân Lĩnh, Xuân Thành và Cương Gián với tổng kinh phí hơn 50 triệu đồng, phối hợp xây dựng 16 nhà tình nghĩa nhân kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Nghi Xuân. Tuổi trẻ huyện nhà cũng đã tham gia hiến máu tình nguyện với 336 đơn vị máu. Năm 2019, toàn huyện có trên 5.000 đoàn viên thanh niên được tư vấn học nghề, lập nghiệp. Đoàn viên thanh niên trong khối cơ quan hành chính có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, có tính thực tiễn cao. Các đoàn viên thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong năm, toàn huyện kết nạp được trên 1.000 đoàn viên mới, giới thiệu và kết nạp được 43 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bùi Việt Hùng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tuổi trẻ Nghi Xuân đã đóng góp trong năm 2019. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cũng mong muốn Ban Thường vụ huyện đoàn tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo để kịp thời động viên các đoàn viên thanh niên huyện nhà tiếp tục phát huy tinh thần tuổi trẻ, xung kích đi đầu trong mọi phong trào, tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa vào quá trình xây dựng huyện Nghi Xuân trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa. Tổng kết năm 2019, huyện Nghi Xuân có 2 tập thể và 2 cá nhân được đề nghị Trung ương Đoàn tặng bằng khen, 2 tập thể, 3 cá nhân được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Có 6 tập thể và 5 cá nhân được tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen. 9 tập thể và 11 cá nhân được Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen.